Để demo cho cái phần ngoại lệ thì thầy tạo tạo một cái package package exception. New package exception. Ok, trong này thầy sẽ tạo một cái lớp test exception. Exception. Thầy tạo một cái hàm main, public static Thầy nhắc lại, trong phần này chúng ta chỉ cần hiểu được ý nghĩa và cách sử dụng của nó là được. Thế bây giờ thầy giải thích cái ý nghĩa của trái kết như sau. Ý nghĩa của exception như sau. Thầy có một cái biến A. A ban đầu thầy cho bằng 10. Thầy có một cái biến B. B ban đầu thầy cho bằng 20. Ok. Thầy sẽ có một cái biến tiếp theo là biến tổng. Biến không cần biến tổng đâu. Thầy in ra kết quả luôn là thương của A và B là cộng với A chia B. Rồi, ok, ở phía trên cái biến này, trong đoạn này thầy in ra hai cái đoạn, hai cái thông báo là bảo chương trình bắt đầu start. Và end. Rồi, mong muốn của thầy là chương trình này nó sẽ chạy được một cách trọn vẹn. Hay nói cách khác là nó phải in ra được hai cái dòng. Nếu chương trình này chạy được một cách trọn vẹn có nghĩa là nó phải in ra được hai cái dòng gì ạ? Hai dòng là dòng starting và dòng ending. Nếu in ra được hai dòng đấy có nghĩa là chương trình của tôi chạy trọn vẹn, bởi vì đoạn mạng của tôi nó chỉ có ba dòng thôi. Ok ạ. Đấy, và tôi mong muốn là nó chạy trọn vẹn. Thì tôi định nghĩa như sau, tôi định nghĩa chương trình của tôi chạy trọn vẹn nếu như chương trình của tôi in ra được cả hai dòng là starting và ending. Rồi bây giờ chạy thử. Ok. Rồi, chạy thử và rõ ràng chúng ta nhìn thấy kết quả là thương là không là lý do là nó 0,5, nhưng mà chúng ta đang ép kiểu về nó kiểu nghị kiểu nguyên, anh thế là nó thành không nhá. Các em có thể là cho nó thành là thằng A là thành 40 đi nhá. Được vậy đi ép kiểu. Thầy trả lại tí cho nó nhìn cho nó kết quả cho nó hợp lý tí. Chúng ta đang demo thôi mà. Rồi, ok, nhìn thấy là chương trình chúng ta chạy rất là hoàn hảo, đúng không? Và đúng theo kịch bản của chúng ta rồi, mong muốn chúng ta như thế này là có được kết quả đồng thời là chạy được hết trọn vẹn chương trình. Rồi, thế bây giờ một trường hợp đặc biệt xảy ra như sau, giả sử B bằng 0, người dùng nhập vào là B bằng 0 và chương trình chúng ta vẫn chạy. Chúng ta xem hiện tượng gì xảy ra. Như vậy rõ ràng là kết quả xảy ra là gì ạ? Rõ ràng là chương trình bị dừng gì ạ? Giữa chừng, đúng không? Không nhìn thấy end đâu cả. Có nghĩa là như chưa nhìn thấy end, có nghĩa là chương trình tôi chưa kết thúc. Chương trình tôi khi nào nhìn thấy end cơ thì chương trình tôi mới kết thúc, đúng không? Cái việc mà end đấy là nó vô vàn lắm nhá. Đây thầy đang định nghĩa thôi. End này có nghĩa là tôi muốn chương trình tôi nó phải chạy 10 năm cơ. 10 năm mới in ra cái end cơ. Đấy ví dụ thế. Thì trong khoảng 10 năm đấy chương trình tôi phải liên tục chạy liên tục, không được phép dừng đấy, hoặc là tối thiểu chương trình tôi phải chạy 24 giờ chưa đấy, mới dừng.
như vậy rõ ràng là không mong muốn xảy ra, điều không mong muốn xảy ra, mặc dù chương trình ta cốt không có lỗi gì cả, đúng không ạ? Đấy, vậy thì để đảm bảo những cái trường hợp như thế này và đảm bảo rằng chương trình của tôi vẫn chạy cho dù có sổ lỗi xảy ra, khi đấy tôi phải sử dụng chai két. Thì thầy sử dụng như sau. Thầy sẽ đưa tất cả các đoạn mạng nguồn này vào một cái vùng chai và catch exception is ok. Cho tất cả cái đoạn chương trình của tôi nó sẽ vào một cái vùng chai két, cắt vào các bạn này. Ok nhá. Tôi trở lại chương trình xem hiện tượng gì xảy ra. Tôi nhìn thấy là có chữ sắp và em. Vậy ít nhất tôi cũng biết được là chương trình tôi đã chạy một cách trọn vẹn. Nhưng có thể là kết quả nó không mong muốn, đúng không? Kết quả nó không mong muốn. Vậy thì kết quả gì không mong muốn? Muốn biết được kết quả gì không muốn thì chúng ta phải lóc lại, đúng không? Bằng cách là ví dụ như vậy, giả sử chương trình nó có lỗi thì chúng ta phải làm xử lý như nào? Chúng ta phải giả sử chúng ta in ra đây, bảo là có lỗi nhé. Tối về fix đi, không là mất sản lượng đấy, đúng không? Rồi bao giờ nó bảo thêm cho chúng ta, có thể là bảo thêm là lỗi, thông tin lỗi này đó. Thông tin lỗi này thay vì cái đỏ chét của chúng ta có thể in ra cái đỏ chét cũng được, như thằng Java nó xử lý, nhưng không cần thiết đó. Chúng ta hoàn toàn có thể lấy được thông tin lỗi bằng cái đối tượng ace. Lỗi ace là cái đối tượng thông tin mang thông tin lỗi ace.get message. Rồi ok, và nhớ đấy, chương trình ngồi chúng ta chạy 10 năm nhá, chạy 10 năm chúng ta mới chạy, còn chờ còn lâu mới đến hết 10 năm, đúng không? Đấy, và tối nay không fix gì thôi, tối mai fix cũng được, 10 năm cơ mà, lo gì? Không fix ngày nào thì mất sản lượng ngày đấy, mất tiền ngày đấy, ví dụ thế. Đó, chúng ta chạy xem thì trở lại. Chúng ta nhìn thấy là có lỗi nhé, tối về fix đi, thông tin lỗi này đấy, chia cho không. Ok chưa? Rồi, thế đấy là cái chúng ta biết được như vậy có một cái phép toán nào đấy chứ không? Thì muốn biết chi tiết, nếu như chúng ta muốn biết chi tiết hơn nữa thì chúng ta sẽ lần viết bằng cách là lóc lại, đúng không? Lóc lại, chúng ta có thể là làm cái một cái file lóc nào đấy nó lóc lại. Tuy nhiên ở đây thầy chưa lóc lại trong file, mà thầy lóc lại bằng cách là in ra màn hình. Thầy dùng ace.print structure. Ok, trả lại. Chúng ta nhìn thấy là nhớ nhá, chương trình chúng ta vẫn chạy được đầy đủ nhá, vẫn chạy đủ 10 năm này, nhìn thấy chưa nhá, đủ 10 năm. Và chúng ta nhìn thấy là nó báo lỗi chúng ta lần viết bằng cách là dùng cái hàm đấy, và nó báo lỗi chúng ta là dòng 11 ở trong cái thằng test exception, đúng nhỉ? Dòng 11 test exception chúng ta lần ở trong này, chúng ta nhìn thấy là mà cái thông tin lỗi nữa là by zero, như vậy chúng ta có thể suy đoán được là có thể thằng B nó không, có thể thằng B nó bằng không, đúng không? Còn ở đây chúng ta nhìn thấy tuyệt ở đây rồi, còn như đây ở đây thầy đang mô phỏng đây là người dùng nhập cơ, đúng không? Người dùng nhập nhá. Còn ở đây chúng ta nhìn thấy người dùng nhập, thì chúng ta có thể dự đoán là có thể người dùng đăng nhập cái không. Đó. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể là biết được là cái lỗi nào chúng ta xử lý được, đúng không? Chúng ta có thể xử lý là như vậy, chúng ta xử lý như sau. Giả sử xử lý nhá, xử lý thì rất đơn giản là cái đoạn này chúng ta có thể là có thể chai nó lại luôn, chai cái đoạn chai bộ cái dòng này thôi. Chai két có thể lòng nhau nhá, thoải mái nhá. Exception
không? Chúng ta có nhiều dòng nhưng ở đây chương trình ta hơi hạn chế chút. Nếu trường hợp này mà nó nhảy vào két, chúng ta thông báo luôn, chúng ta sau này chúng ta sẽ dùng một cái lớp của JavaScript để chúng ta bắn cái pop-up lên cho người dùng đó, bằng cái chương trình ứng dụng desktop ấy. Tuy nhiên ở đây chúng ta chưa có ứng dụng desktop, chúng ta thông báo ra bằng cách in ra màn hình thôi. Add out. Bạn phải nhập mẫu số khác không? Chúng ta biết được lỗi này là lỗi do người dùng nhập gì ạ? Chia cho không, đúng không? Thì khi đấy dưới này chúng ta có thể là không cần lỗi, khi đấy thì dưới này chúng ta có thể là nó sẽ không nhảy ra vào cái này nữa, đúng không? Chạy này. Ok, đó, chương trình chúng ta vẫn đang chạy 10 năm và nó có một cái lỗi là thông báo cho người dùng biết là bạn phải nhập dạng mẫu số khác không. Đấy. Như vậy là trước mắt là các em hiểu được ý nghĩa của chai két, nó duy trì chương trình chạy liên tục, không được phép ngắt quãng, đúng không? Còn chương trình nào mà lỡ mà cần ngắt quãng giữa chừng cũng được thì các em không cần chai két. Nhưng có một số trường hợp các em không dùng chai két nó lại không cho chạy. Thế hay, ví dụ như sau. Giả sử trong cái lớp này thầy có một cái hàm nha, thầy có một cái hàm, thầy viết cái hàm public, một cái hàm là thầy định nghĩa cái hàm divide đi, hàm chia. Hàm này divide này nó sẽ trả về một cái kết quả gì đấy, plot hoặc là divide viết thế này đúng kia nhỉ, hay là chữ v đúng không? Nhìn thấy nó trướng mắt rồi. Divide của cái hai số nào đấy đúng không? Int a int b. Ok chưa? Và trong đấy return thầy return là cái gì ạ? Thầy cho một kết quả là float phương bằng a chia b. Sau đấy thầy return thường. Ok chưa? Rõ ràng là trong đoạn chương trình này nếu như người lập trình mà lập trình cẩn thận hoặc là ok hoặc là gì đấy tốt thì người ta có thể là những cái lỗi mà người ta biết người ta xử lý luôn. Ví dụ trong trường hợp này người ta biết lỗi, đúng không? Nhìn qua cái là ai lập trình nào cũng biết là nếu như chưa không là chương trình nó báo lỗi. Vậy thì nó có thể xử lý luôn bằng cách là nó tra két đoạn này lại, đúng không? Bằng cách nó tra két. Tuy nhiên nó lười, có thể nó lười, có thể là nó không biết được cái thông tin lỗi là cái dòng này là lỗi. Thì vậy thì nó cứ ném lỗi. Through exception. Đấy. Hoặc là nó biết lỗi rồi, nó không muốn xử lý, nó ném cho ông nào đấy xử lý. Rồi. Thế bây giờ ở dưới này chúng ta lại xử lý, đúng không? Rồi, lại xử lý. Cái đoạn này thầy khóa lại, không cần chạy đoạn khác. Thầy vẫn để cái n ở đây nhé, mong muốn chương trình ta vẫn chạy từ đầu đến cuối nhé. Ở đây thầy khai báo một cái float và thầy gọi cái hàm, thầy giả sử thầy có hai số thương bằng này, thầy gọi cái hàm. Thôi để static nhá, để static để đỡ phải tạo đối số, tạo đối tượng. Thầy gọi là divide. Thầy giả sử như thầy có hai cái dữ liệu là a là bằng 10. Đó. 20 đi. B là bằng 10. Đó.
và thầy muốn thầy có cái hai cái dữ liệu là 10 và 20 và 10 và thầy muốn lấy cái thương của nó. Bây giờ có sẵn cái hàm divide thầy dùng. À ở đây nó báo lỗi. À, cái em nhìn thấy nó báo lỗi. Unhandle exception. Đấy, có nghĩa là gì ạ? À, ý nghĩa là nó báo thông báo cho chúng ta biết là à chưa kết đúng không? Chưa điều khiển nó. À, có nghĩa là chưa điều hướng nó, chưa kết lại. Nó bắt chúng ta phải kết. Bởi vì sao? Bởi vì cái thằng divide này nó true. À, thế giả sử thằng divide này nó không true thì sao? À nó sẽ không cần chúng ta bắt lỗi. À, ta bỏ đi, bỏ true đi. Nhìn thấy là nó không có lỗi, đúng không? Vậy khi các em nhìn thấy cái lỗi này nhá, lưu ý này, lỗi này là các buổi sau nữa là tí nữa chúng ta học, hoặc là buổi sau nữa chúng ta học là gặp thường xuyên luôn ạ nhá. Nhớ cái lỗi là unhandle exception. À, ở thằng như vậy mỗi trình biên dịch nó có một cách thông báo riêng nhá, những ý nghĩa chung chung với nhau. Ví dụ như bên thằng NetBeans là nó thường thường nó hay báo là cái phương thức ABC nào đấy ném ra một cái lỗi, vì vậy bạn phải thru tiếp, ném tiếp hoặc là bạn bắt lại. Còn thằng này nó báo lỗi kiểu này là hơi ngắn gọn quá này. Em nào mà lập trình mà chưa kinh nghiệm là có khi là chưa chưa gặp lỗi là cũng không biết là fix nhá. Đó, thì có hai cách fix đúng không? Cách thứ nhất, nếu như cái mã nguồn này, cái mã nguồn của thằng device này là mã nguồn của mình đúng không, là thì mình có thể là ném lỗi. À, mình có thể là bỏ cái check này đi, được chưa, là hết lỗi, được chưa. Còn nếu như không phải là mã nguồn của mình đúng không, mà mình chỉ dùng thư viện thì chịu. À, thì lúc đấy chúng ta không có cách nào khác là thì chỉ có hai cách tiếp theo nữa là ném tiếp đúng không. À, chúng ta ở đây, chúng ta đang ở dòng số 12 này, có nghĩa là chúng ta đang ở trong cái hàm main. À, chúng ta hàm main chúng ta, à, ta có quyền ném tiếp. Hết lỗi đúng không, ném tiếp như vậy ném, nhưng mà ở đây đang hàm main ném tiếp thì có nghĩa là không ai xử lý ở đâu nhá, hết người rồi, hết người đó, bây giờ chỉ có là vật xử lý thôi, đấy là JVM máy ảo Java nó xử lý. Và khi đấy mà máy ảo Java nó xử lý thì các em phải nhớ đặc điểm của nó là nó xử lý xong nó in ra lỗi và nó stop chương trình luôn đó, do đó là về khuyến cáo là về tối kỵ không được để Java nó xử lý nhá. Thử cho các em nhìn thấy này, trong trường hợp này nó không xảy ra, bây giờ thầy chạy nó không xảy ra lỗi thì nó chạy được hết rồi nhá. Ok này, nó chạy hết được, nó chạy hết được 10 năm đấy, nó chạy một phát là hết 10 năm luôn, đúng chưa, hết chưa, hết rồi đó. Thế bây giờ giả sử lỗi này không, à, thì nó sẽ không chạy hết được 10 năm đâu nhá, nó gặp lỗi phát là nó dừng luôn, bởi vì Java nó xử lý nhưng nó phải xử lý theo cách của nó đó. Nhìn thấy chưa, nhìn thấy là mỗi start thôi, không có end đâu cả đúng không. Đấy, vậy có nghĩa là chương trình nó đã bị stop, hiểu ý nghĩa rồi. Thì cách nếu như mà cái trường hợp mà nằm ở hàm main thì hạn chế không được phép là true nhá, chỉ có là trong cái hàm khác thì được, hàm bình thường thì được, còn hàm main thì không được. Đó, thì trong thì ở đây thầy phải xử lý theo cách thứ hai đấy là try nó lại đúng không, à, try lại không ném mà try lại. Rất đơn giản, các em có thể gọi try mà không thì thằng này nó cũng hỗ trợ đấy, nó các em kích vào cái này này hoặc là bấm Alt Enter này, bấm Alt Enter nhá. Đấy, nó bảo nó có hai cách này, một trong hai cách, cách thứ nhất là add exception to method này, add, cách thứ hai là surround này, thì chúng ta có thể chọn surround. Surround có nghĩa là chúng ta viết try catch xung quanh nó đấy. Đấy, nhìn thấy chưa, surround try catch xung quanh nó, tức nó hỗ trợ sẵn, hỗ trợ cái đoạn mạng nguồn này, các em có thể kích chọn nhé. Còn không thì cũng không có nhiều, chúng ta có thể từ gọi. Ok, như vậy là thầy vừa mới giải thích cho các em ý nghĩa và mục đích của cái thằng try catch đúng không? Rồi ném lỗi từ phương thức như nào đúng không? Rồi, một phần nữa, một cái nữa là cái thằng finally. À, thế bây giờ giả sử này, thằng finally thầy giải thích ý nghĩa của thằng finally như sau. Bây giờ giả sử như chương trình của chúng ta nó sẽ đi như này,
kể cả đây là lại à, thầy có một cái đoạn chai đúng không, trong chai này à, có két xuống exception is trong chai này thầy thực hiện rất nhiều lệnh đúng không à, đầu tiên là lệnh đầu tiên là cả những nhiệm vụ ta hay làm với cơ sở dữ liệu, đầu tiên là mở kết nối đó, lệnh nhất mở kết nối, ok chưa đó. Lệnh thứ hai là mở kết nối xong rồi thì chúng ta lại test kết nối. Đấy. Có nghĩa là chúng ta đã mở xong rồi nhá. Bây giờ chúng ta test xem thử có ngon lành không? Test kết nối. Rồi. Việc tiếp theo có nghĩa mỗi dòng này thực hiện nhiều việc nhá, nhiều lệnh nhá. Việc tiếp theo chúng ta bảo là thêm mới dữ liệu. Đó, việc thêm mới nhiều thực hiện nhiều lệnh lắm thì nó mới thêm mới được, thêm mới dữ liệu. Rồi. Sau đấy tiếp theo là thông báo cho người dùng, thêm mới xong rồi chúng ta thông báo cho người dùng. Thông báo cho người dùng. Rồi. Và ông này lập trình cũng rất chi là chuyên nghiệp. Xong rồi rất chi là gọn gàng. Bày bừa ra rồi đóng lại luôn. Ông này đóng kết nối. Nó lành chưa? Đóng kết nối. Rồi. Và ở đây cũng là thích lần viết thì là chúng ta cứ in ra cái để ta đỡ phải gõ nhiều, mình chặt chẽ, ok chưa? Thế bây giờ giả sử bây giờ chương trình chạy thì nếu như mọi việc suôn sẻ thì ngon đúng không, chương trình nó sẽ mở được kết nối và đóng kết nối. Đây chỉ là mô phỏng thôi nhá, mở kết nối có nghĩa là mở kết nối, đóng kết nối có nghĩa là đóng rồi nhá. Đấy, mô phỏng thôi. Rồi ok chạy nha. Đấy, chương trình ta start end, nhìn thấy start end là mừng rồi, ok. Chương trình nó chạy này, mở kết nối, à ngon, mở ngon rồi. Test kết nối, rồi, test ngon. Thêm mới, thêm sạch, ngon luôn. Thông báo người dùng á, như vậy người dùng nhận được rồi. Và dọn dẹp, đóng luôn kết nối, ok nhá, ngon chưa. Tất cả mọi thứ ok hết. Rồi, thế bây giờ tự nhiên dở hơi cái có cái chỗ này à, đang thêm mới dữ liệu, nó có thêm một cái lệnh nữa. Ví dụ à, 10 chia cho 0. Đó, nhá. À, ra chạy thử. À. Trường hợp đặc biệt dở hơi cái. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy. Chương trình chúng ta vẫn đang chạy nhá. Sắp này. End này, nhá, vẫn đang chạy, chạy 10 năm ấy nhá. Nhớ là chạy 10 năm. Mở kết nối. Test kết nối. Ô thế chả thấy đóng kết nối đâu cả. Mà cái đoạn này mà nó nằm trong vòng for nữa thì thôi nhà, đi luôn. Đúng không nhỉ? Hiểu ý không? Nó đang chạy 10 năm ấy nhá. Vòng for mà chạy 10 năm thì có mà server nào chịu nổi, đúng không? Vòng for chạy 10 năm mở kết nối thì chả có server nào chịu nổi cả. Đấy. Và giả sử như cái mở file chẳng hạn, thì cái file này 10 năm sẽ không ai được sử dụng. Đúng không? File này mà file dùng chung nữa thì cái file này 10 năm không ai được sử dụng. Bởi vì có thằng nào đang mở, không có thằng nào đóng cả. Đúng chưa? Đấy. Vậy thì dọn dẹp không phải là nhiệm vụ của thằng trai nó bày bừa ra, còn thằng Filey mới là thằng dọn dẹp. À, ta đóng Filey, dùng đến Filey. Đấy, thì khi đấy do cho dù chương trình mà nó có vấn đề gì xảy ra nữa thì nó vẫn dọn dẹp được, chương trình nó vẫn ổn. Đấy, ta chạy lại. Go. Ok, nhìn thấy chưa? Nào. Mở kết nối, ngon lành. Test kết nối, ngon lành. Còn ông làm việc gì đấy, lỗi thì ông phải lóc lại. Đây, nó in ra đây cho ông rồi. Tối về mà xử lý. Đúng không nhỉ? Hiểu ý không? Và tôi đã đóng kết nối cho ông rồi. Ngon lành chưa? Cho dù vẫn lỗi xảy ra nhá. Chứ thì tôi vẫn đang chạy 10 năm. Đó. Tối về ông lợi dụng lúc mà khách hàng mà đang không dùng đến, đúng không? Thường thường cả cái ngân hàng với nhà banh với này viễn thông đấy, người ta nâng cấp bảo trì thì bao giờ cũng phải là tầm khoảng 3 đến 4 giờ sáng, là tầm đấy là người dùng sử dụng ít nhất,
không phải là nhà banh với lại viễn thông mà những cái ứng dụng mà vừa vừa thôi là cũng người ta đang cũng phải nâng cấp bảo trì đấy, vì thế mà thì ông làm nâng cấp bảo trì người ta kêu vất vả là như thế. Bản chất là bọn đấy nó hay làm đêm mà nhà nước cũng quy định rồi, 1 tiếng ban đêm thì bằng 2 tiếng ban ngày đấy. Do đó này nếu làm ban đêm thì là làm 4 tiếng, còn làm ban ngày thì 8 tiếng, quy định như thế, có quy định sẵn. Ok, hiểu được. Try cat file đi chưa? Hiểu được chưa? Rồi, nhá. Thế thôi. Chúng ta chỉ cần hiểu cách sử dụng như thế thôi. Thì chúng ta chuyển sang cái phần tiếp theo nó quan trọng hơn.